Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ 117,7 tỷ đồng cho 11 địa phương từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2014 để khắc phục hậu quả hạn hán vụ hè thu năm 2014. Theo đó, 11 địa phương được hỗ trợ bao gồm Thanh Hóa 16,2 tỷ đồng, Nghệ An 17,6 tỷ, Hà Tĩnh 13,8 tỷ, Phú Yên 10,9 tỷ, Khánh Hòa 9,9 tỷ, Đắk Lắk 9 tỷ, Đắk Nông 8 tỷ, Bến Tre 8,6 tỷ, Vĩnh Long 6,1 tỷ, Kiên Giang và Cà Mau mỗi tỉnh 8,8 tỷ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin và số liệu báo cáo. Các địa phương phải chủ động sắp xếp bố trí ngân sách địa phương, kể cả dự phòng, để đảm bảo việc khắc phục hậu quả hạn hán vụ hè thu. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn để hỗ trợ cứu đói nhân dân bị ảnh hưởng của cơn bão số 3, đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng.